video này á, theo yêu cầu của một số bạn xem kênh YouTube của mình á, các bạn muốn sửa cái nguồn LED driver á. Mà cái vấn đề quan trọng á, đó chính là cái thông số của cái con IC dao động các bạn. Đây, các nhìn thấy không, IC đây là con IC dao động nha các bạn, hay là IC nguồn xung á, nó hoạt động nó sẽ tạo ra cái một cái xung các bạn, là xung dao động ha các bạn. Đây là vấn đề các của các bạn á, là các bạn sửa cái nguồn LED driver như thế này. Khi mà các bạn cấp nguồn vô, cấp nguồn 220V AC vô đó, mà các bạn đo cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Đo ngõ ra là mất điện áp nha các bạn. Các bạn đo mà không có điện áp ngõ ra, các bạn tiến hành tháo nó ra sửa cho mình nha. Sửa mà cái vấn đề đầu tiên á là các bạn kiểm tra chứng nhận cái con IC này nha các bạn. IC nguồn xung nè, IC dao động nè. Cái con này dễ chết nhất trong cái bo mạch này nha các bạn. Mấy con kia rất hiếm chết nha. Mà cái con này chết đầu tiên, đa phần là chết nhiều nhất nha các bạn. Nên trước hết á, các bạn cứ kiểm tra cái con IC dao động này cho mình nha. Ở đây này á, ở trên mỗi con IC này các bạn, nó sẽ có mã số nha. Có nhìn thấy dấu chấm không? Dấu chấm này trên số 1 ha. Có đọc thấy ngược chiều kim đồng hồ ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 nha các bạn, ngược chiều kim đồng hồ ha. Cái dấu chấm là trên số 1. Ở trên thân này nè các bạn, nó sẽ ghi cái mã số của con IC nha các bạn. Đây, mình có liệt kê ra một số cái con IC thông dụng nha các bạn. Đây nè, đây trên đây trên cái tay mình đó là một số cái IC driver đèn LED nha các bạn, IC nguồn xung hay IC dao động các bạn. Nó hay sử dụng trong cái nguồn LED driver của đèn tiếp LED 8 nè, LED bulb nè, LED âm trần nha các bạn. Nè, cái con BB là 2857D nè các bạn, hoặc 2866 hoặc 2833D, là một số cái hãng chế tạo IC driver đèn cho đèn LED nha các bạn. Đây nè, TC5225 hoặc là TC, mấy cái con hai con này là thường xuyên nha các bạn. Sẽ có thể sàn qua chai cho là IC tương đương ấy. TC1503 và CL1502. Hoặc nhiều mạch LED driver nó vừa sử dụng con HA5832E. Nói chung là trên thị trường các bạn có nhất rất nhiều các hãng mà chế tạo cái đèn LED nha các bạn, nên nó dùng nhiều con IC khác nhau nha các bạn. Nhưng mà đa phần cái IC này nó xuất xứ đa phần cái này là từ Trung Quốc nha các bạn. Đây nè, mấy cái bo nguồn LED driver như thế này nha các bạn, là do Made in China, là Trung Quốc sản xuất hết nha các bạn. Nó sản xuất công nghiệp nên giá thành nó thấp nha các bạn. Với lại cái mấy cái nhà máy chipset bên Trung Quốc rất nhiều nha, từ linh kiện đặt tại đó, nên nó sẽ dùng một số con IC tương đương nha các bạn. Nhiều khi các bạn ví dụ chết con IC này đi, nhưng mà các bạn có data sheet các bạn, ví dụ data sheet mà các bạn như các bạn tìm cái con TL1503 có cái thông số nó có tương đương nhau không nha các bạn. Tương đương là cái giá trị gì, cái VCC nè, chuyển cái chân cấp nguồn cho mình nè, các bạn kiểm tra cái chân cấp nguồn coi nó tương đồng không nha. Tại vì cái nguồn cho cái IC nguồn LED driver này á, nó dao động từ 12V nha các bạn, 11V mấy nha, rồi 12V hoặc là đến 16V nha các bạn. Cái chân số 4 là chân cấp nguồn VCC, nó dao động á, nó dao động là khoảng từ 12 đến 16V nha các bạn. Còn chân số 5, số 1 là chân mát nha các bạn. Các bạn chú ý cho mình chân số 1, số 4 nè. Chân mát ha. Còn trên thị trường, ví dụ các bạn mà hư con nào á, là các bạn có thể tìm nha các bạn. Như cái con IC tương đương mà đa phần ở ngoài chợ điện tử á, chợ thảo vậy á, các bạn tìm, ví dụ không, các bạn không có IC này, các bạn có con IC CL1502, 1503. Các bạn lên mạng, các bạn check data sheet cho mình. Các bạn thấy tương đồng là
muốn đề cường độ dòng điện nè, điện áp nè, rồi công suất các bạn, công suất con ra hay gì á, là các bạn nếu có nếu rồi các bạn nhìn trên mạch nè, nhìn trên mặt cái mạch, nhìn trên mặt IC đó nó mấy chân nha các bạn, hoặc là cái các bạn nhìn thấy chân 5 chân 6 nè, chân 5 chân 6 nối chung với nhau và chân 7 chân 8 nối chung với nhau á là có thể sàn qua được nha các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ chú ý cho mình nha. Cái điện áp á, cái điện VCC cấp nguồn cho nó là khoảng bao nhiêu nha các bạn. Nên các bạn nếu mà rành điện tử á, các bạn chú ý một xíu là các bạn cứ lên mạng tra data sheet cho mình ha. Coi cái mức điện áp cấp nguồn vô VIN bao nhiêu, VCC nè. Điện áp cấp nguồn cho nó, rồi cái điện áp định mức, rồi cái công suất các bạn, công suất nó ra, rồi dòng nó bao nhiêu các bạn. Nó sẽ được kê hết trong data sheet nha các bạn. Nếu các bạn có thể thay tương đương nè, mà trên thị trường á là cái con TL nè, 1503 và SL1502 nè, mấy con hai con này có thể nhiều nhiều xuất hiện nhiều nha các bạn. Nếu các bạn có thể thay thế cho mấy con này được nha, xem coi nó tương đồng hay không thì các bạn dùng IC tương đương nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không tìm được mấy con IC nào BB mà HA5832E nè, thì các bạn có thể dùng IC tương đương được nha. Mấy con IC này nè, các bạn coi thông số nó ok cái là các bạn sàn qua nha, vẫn tốt, hoạt động tốt nha các bạn. Đấy, các bạn chú ý cái chân nha, cái chân chân số 4 này chỉ cấp VCC cộng cấp nguồn nè, giá trị là khoảng tầm hơn 11V nè, hoặc là 12 hoặc là 16V trong trong cái phạm vi đó nha bạn. Còn chân số 1 là chân mát ha, chân số 1 chân mát. Còn bên trong IC này các bạn, nó sẽ tích hợp MOSFET ha, có nhiều đống ngắt cái mạch dao động nha bạn, đống ngắt ngắt dẫn ha, tích hợp IC MOSFET, nó có chân 5 chân 6 nữa các bạn. Còn chân 7 á, chân số 7 á, số 7 á, có thể nó khuyết nha các bạn, nó không có nha. Đây nè, các bạn nhìn đây, chân 5 chân 6 nè. Đây chân 1 nè, dấu chấm chân 1 nè các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, dấu chấm này chân 1 ha. 1 2 3 4 5 6 này, 5 6 là nó chung với nhau các bạn. Các bạn thấy đường mạch in nó hàng không? 5 6 nó chung với nhau ha, chân 7 có thể khuyết ha, còn chân 8 là ok các bạn. Chân 8 bắt buộc phải có nha các bạn. IC nào cũng bắt buộc có chân 8 ha. Còn nhiều cái IC nó sẽ có để chân chân 7 luôn, chân 7 sẽ nó thọ chân 7 ra sẽ nó hàng dính chung vô với chân 8 luôn, giống như 5 6 hàng dính chung nha các bạn. Đây nè. Trong đó các bạn, cái chân 5 chân 6 nè các bạn. Chân 5 chân 6 là cực D của MOSFET nha các bạn. Drain á, drain là cục máng các bạn. Còn chân 7 chân 8 như C, chân CS của MOSFET nha các bạn. Để các bạn chú ý cho mình nha, chú ý cái thứ tự chân nha các bạn. Các bạn đo là chân 1, chân 4 nè, chân 5, chân 6, chân 7, 8 và chân 2, 3 có thể quá các bạn không cần để ý cũng được nha các bạn. Từ đây á, các bạn có thể là kiểm tra cái hướng như mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra nha. Khi mà các bạn đo á, đây là cái các bạn kiểm tra chân 5, chân 6 với chân 7, chân 8 cho mình nha. Nè, các bạn đo chân 5, chân 8 cũng được, 5, chân 8 được. Là để kiểm tra con MOSFET này các bạn. Nó bị chạm chặt vô nha các bạn. Các bạn đo cái chân số 1, số 4, số 1, số 4 cho mình nha. Sau đây đó mình hướng dẫn các bạn đo nha. Thứ nhất là các bạn đầu tiên á, trong cái có một cái bài mà về sửa led driver, bí kíp sửa led driver các bạn. Các bạn tìm trong video của mình nha. Là nó hướng dẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách đo nóng. Đo nóng là sao? Đo nóng có nghĩa là các bạn cắm trực tiếp cái điện áp 2 AC 220V vô đây. Rồi các bạn đo điện áp chân số 1 và chân số 4 cho mình. Hay là để cho các bạn đo kẹp kẹp cái quay âm đó các bạn. Quay âm là các bạn đo đầu tụ nè. Quay âm các bạn đo đó đó về dấu trừ của tụ này, trên tụ tại vì nó nói chung với mát mà. Của cái dương á các bạn chích vô đây nè, chích vô. Tại vì các bạn biết cái IC này hoạt động á là tại vì có hai điện trở nè các bạn. Đây nè. Hai điện trở này nó gây sụt áp cái nguồn từ 300 310 VDC, gây sụt áp thì chân 4 là cấp nguồn cho VCC của cái con IC dao động này nè. Cái điện áp ra nó khoảng hơn 11V nha các bạn, 11V hoặc là nhiều con tùy nó tùy nhãn hàng sản xuất. Đây rất nhiều hãng ha, nên các bạn có mức điện áp làm việc nó khác nhau một xíu nha các bạn, có 12V hoặc là có tổ tầm 11 12V thôi nha các bạn, không có cao lắm nha. Thì các bạn đo đo cái chân chân số 1 số 4 cho mình ha.
hay là thay vì chân số 1 á, các bạn đo đo cặp cái que âm á, que âm là các bạn cặp vô cái chân chân trừ nè, trừ 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 của tụ nguồn nè. Các bạn que dương á, các bạn chích vô chân số 4 cho mình ha. Để mà đo đo cái điện áp. Rồi điện áp VCC cấp nguồn cho cái con IC này nha các bạn. IC vô động ha. Thì khi các bạn đo, các bạn đo cái điện áp đó, các bạn coi coi nó có bị mất áp hay bị chạm chập gì ở đâu đó, IC này á, để các bạn tiến hành tháo ra, các bạn đo kiểm tra đo nguội mình cho mình nha. Trước tiên các bạn nên kiểm tra đo nóng coi điện áp nó cấp VCC cấp nguồn cho IC này tốt hay không, ổn hay không, nếu có hoặc là mất, coi nếu mà nó bị mất, mất chỗ nào nha các bạn, để các bạn kiểm tra. Như ví dụ như bị cháy mấy con đi chở này nè, hoặc là bị hở mạch hay là gì các bạn, là bạn đo kiểm tra trước cho cái chân số 4 của mình đó, đo nóng trước nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra đo nguội nha các bạn. Đo nguội là khi các bạn đo nóng, khi bạn đo nóng xong á, các bạn đo điện áp ngõ ra nè, ví dụ nha, là cái điện áp ngõ ra các bạn đo là không thấy áp, mặc dù có nguồn 220V cấp cho mạch này nè, và cái nguồn B cộng, các bạn B cộng là 330 cho 10V DC, là trên đi điện áp trên tụ nè, vẫn có nha các bạn. Nhưng mà các bạn đo điện áp ngõ ra không có, thì các bạn đo đo cái chân số 1 số 4 của cái IC nguồn xung nè, hay IC dao động này nè, có đó được bao nhiêu nha các bạn. Có thể nó bị sụt hoặc là bị mất, hay là nó bị chạm chập ở đâu đó, là các bạn tiến hành nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra test nhanh cái con IC này các bạn. Đây nè, cái cách kiểm tra các bạn nhìn vào sơ đồ nè. Đây thứ tự chân nè. Các bạn kiểm tra cái chân số 1 số 4 cho mình nha. Chân số 1 số 4. Trước tiên các bạn kiểm tra chân 1 số 4. Một chiều các bạn, một chiều nó lên khoảng gần 600 ohm nha các bạn. Các bạn để đảo qua đo lại nó lên vô cùng nha các bạn, nó lớn, giá trị điện trở lớn nha các bạn. Thứ nhất á, các bạn kiểm tra một bước thứ nhất cho mình. Kiểm tra chân số 1 số 4. Đây là số 1 số 4. Là một chiều á, nó lên khoảng 500 gần 600 ohm nha các bạn. Còn chiều thứ hai á, các bạn đảo chiều qua đo, đảo ngược qua đo lại là nó sẽ ra cái giá trị nó không không lên lên không lên số, không lên kim nha các bạn. Là điện trở lớn nha các bạn. Đây, mình sẽ tiến hành đo nha các bạn. Đây, mình sử dụng một cái đồng hồ số nha các bạn. Đồng hồ số cho nhìn dễ nhìn rõ ha. Các bạn chỉnh vặn cho mình, các bạn chỉnh thang đo các bạn. Chỉnh về cái thang đo diode cho mình ha. Đây nè, thang đo diode. Rồi. Nếu con cái bo này á, rồi các bạn kiểm tra nè. Đo chân số 1 số 4 cho mình ha. Chích vô nha các bạn, đừng cho chạm cái chân khác nha các bạn, chân linh kiện khác ha. Nó gần 600 một, cái này là 540 ohm nha các bạn, 540 ohm. Hôm nãy á, mình đã nói là cái giá trị của nó khoảng gần gần 600 ohm nha các bạn. Cái này như nó hơi bị sụp nha các bạn, nó bị blisky, bị rò rỉ đây nè, cái giá trị này nè, 540 ohm nha các bạn. Các bạn đảo chiều qua đo lại, ngược lại. Các bạn thấy không? Đảo ngược qua đo lại nó cũng lên giá trị luôn nha các bạn. Đây nè, 592 ohm, các bạn thấy không? 592 ohm. Đó, rồi các bạn đo thuận á. Đây 579 ohm nè các bạn. Rồi đảo ngược qua đo lại. Các bạn coi ra giá trị bao nhiêu không? Thấy không? 592 ohm. Thì chứng tỏ con IC nó rò rỉ nha các bạn, Liskey á, bị rò rỉ ha. Còn ở đây mình sẽ đo một cái con IC nguồn xung của bo tốt nha các bạn. Đây là các bạn thấy dấu chấm không?
Đây là các bạn. Đây là, mình sẽ đo một con IC tốt nha các bạn. Năm trăm bảy mốt ohm nha các bạn. Mình đảo gì qua đo lại nha các bạn. Đây nè, nó không lên kim, không lên số nha các bạn. Đây nè, nó không lên số là ok nha các bạn. IC tốt ha. Các bạn đo chân số 1, số 4 cho mình nha. Nó không lên số là IC tốt nha các bạn. Còn đảo chiều đo lại, nó chỉ lên một chiều thôi nha các bạn. Còn chiều còn lại là nó không lên nha các bạn. Các bạn thấy không? Là IC tốt ha. Còn đây nè, mình đảo thuận chiều, ngược chiều vậy nó cũng 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 lên kia, lên số nha các bạn. Nhưng mà cái giá trị điện trở nó sẽ thấp hơn nha các bạn. Nó bị rò rỉ ha. Đây nè, hai đầu á nó sẽ rỉ, rò rỉ, nó đều là 500, khoảng 591 ohm. Đó là các bạn có thể xác định nhanh nhanh được là cái con IC đó còn sống hay chết nha các bạn, hay bị rò rỉ ha. Nhiều có nhiều trường hợp á là các bạn đo chân 1, chân 4 các bạn đo chân 1, chân 4 là nó chạm hẳn luôn nha các bạn. Đó, nó chạm hẳn hai bên luôn, nó có khoảng khoảng một trăm mấy ohm rồi các bạn. Nó chỉ bị chạm chập với nhau bạn, bị chập luôn ha. Chập là chân số 1, số 4 nè. Còn cái chân mà chân số 7, số 8 đây nè, chân 5, chân 6 nói chung với nhau nha bạn. Chân 7, chân 8 nói chung với nhau. Thì các bạn đo có thể đo ra chân 5, chân 8 cũng được ha. Hai chân bìa cho nó dễ nha bạn, chân 5, chân 8. Còn các bạn không quan tâm chân 6, chân 7, đó các bạn đo chân bìa ngoài á cho dễ, chân 5, chân 8 giống như chân 1, chân 4 á cho dễ ha. Các bạn cũng đo tương tự nha bạn, một chiều á nó sẽ lên, một chiều nó sẽ không lên nha bạn, không lên số ha. Đây nè, mình sẽ đo một con IC tốt và một con IC hư trong các bạn thấy nha. Các bạn đo đo ngoài chân bìa cho nó dễ ha, chân 5 chân 8 ha. Chân, tại vì nó là cái chân CS của MOSFET đó các bạn, CS đó. CS MOSFET nè. Đo đo so sánh với chân D nha các bạn. Đây là cái con IC tốt nha các bạn, mà đo trước IC tốt nha. Đây là các bạn đo. Thấy không? Một chiều là không lên nha các bạn. Cái chiều này nè. Cái đo chân bì cho nó dễ ha. Cái đo một chân á một chiều là không lên nha các bạn. Đo hai chân nè, chiều nó không lên nha. Có đảo chiều phải đo lại nha các bạn. Đây này, lên không? Một chiều nó sẽ lên nha các bạn. 784 ohm nha các bạn. Có đo các bạn đo thuận rồi đo ngược đảo chiều lại nha. Đây nè. Các bạn thấy không? 784 ohm nha các bạn. Rồi đo đảo ngược lại. Các đo một chiều lên một chiều không lên nha các bạn. Cái này không lên nè các bạn. Không lên. Là cái con IC này IC tốt nha các bạn. IC tốt nha. Còn đây đây là IC hư nha các bạn. IC hư hôm nay là mình đo cái chân 1 chân 4 nha các bạn. Chân 1 chân 4 á đảo chiều thuận chiều á nó cũng cái giá trị nó cũng xấp xỉ tương đương nhau các bạn, nó bị leaky, nó bị rò rỉ ha. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục mình đo thử cho các bạn thấy nha, chân chân 5 chân 8 nha, chân bìa á. Đo chân bìa cho nó dễ nha các bạn. Có cái con muốn phát nữa bị rò rỉ không nha các bạn. Rồi cái một cái chân không lên nha các bạn. Nè các bạn đo thuận nè, không lên nè. Đo thuận là không lên ok nha các bạn. Nhưng mà các bạn xem cái giá trị điện trở các bạn đo, các bạn phải kiểm tra cái giá trị điện trở so với cái con IC tốt nha các bạn. Đây là phương pháp so sánh nha. Rồi các bạn đo đây nè.
bạn thấy không? Nó cứ bạn cứ đo đo thuận chiều ngược chiều cho mình nha các bạn. Này cái giá trị của nó nè. Khoảng 550 ohm nha các bạn. 554 ohm ha. Rồi các bạn đã đảo chiều cái đo lại á. Nhưng mà so các bạn nên so sánh với cái giá trị mà IC tốt đó các bạn. Là chắc chắn là cái giá trị nếu nó bị đã bị leaky, nó bị rò rỉ rồi nha các bạn. Là cái con MOSFET bên trong á, là IC này chắc chắn bị hư nha các bạn. Đó. Các bạn kiểm tra nhanh cho mình ha. Kiểm tra nhanh con MOSFET đó, hai chân chân CS với chân D của MOSFET cho mình nha. Dạ. Các bạn thấy không? Đo ra cái giá trị là tại vì IC tốt á, nó khoảng hơn 700 nha các bạn. 700 mấy á, mà cái này có 500 mấy là nó bị rò rỉ nha các bạn. Các bạn đã chưa lo đã chưa qua đo lại là nó không lên nha các bạn. Nhưng mà các bạn đo so sánh với giá trị tốt á là nó rõ ràng bị rò rỉ rồi. Các bạn thấy không? Không lên nhưng mà cái con IC này nè, IC tốt nữa các bạn. Đây nè, đo 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 này một chiều nó không lên nhưng mà các bạn đảo chỉ có đo lại nha, lên 700 mấy á, nếu các bạn cứ đo thấy không, 775 ohm nha các bạn. Đó là từ đó các bạn có thể xác định sơ bộ đi nha các bạn, xác định sơ bộ là cái nhanh rất nhanh là IC sống chết liền nha các bạn. Đây, nếu mà các bạn sửa chuyên nghiệp á, các bạn có thể nhìn so sánh cũng được à, từ cái giá trị thông số đo nguội thôi là bạn xác định cái con này sống hay con này còn sống hay bị chết bị chạm chập ở đâu nha mày. Đó thứ nhất á, các bạn kiểm tra cho mình cái chân số 4 số 4 nha, cái này cái xác định nhanh hơn nhanh nhất nha các bạn. Sau đó các bạn muốn kiểm tra bổ sung thôi cũng được, các bạn kiểm tra bổ sung cái chân chân 5 với chân 8 cho mình, chân 5 chân 8 nè, đo thuận cho ngược nha các bạn. Dùng cái thang đo diode ha, nhớ nha bạn, dùng cái thang đo diode kiểm tra cho mình nha. Đó là một chiều á, một chiều là một lên một chiều không lên nha các bạn, không lên số ha. Cái mức giá trị chân 1 chân 4 á, nó đo khoảng 554 ohm nha các bạn, còn cái này là 700 khoảng 774 ohm nha các bạn. Nó chân 5 chân 8 nè là nó chênh lệch nhau khoảng 200 ohm nha các bạn. Còn các bạn đo thuận á thì nó lên mà đối ngược thì nó không lên nha các bạn. Các bạn cứ đảo chiều cái đo một chiều á, một chiều nó sẽ lên điện giá trị điện trở, một chiều á nó sẽ không lên là ok nha các bạn. Mấy giá trị nè, chân 1 chân 4 nè nó tầm 554, còn cái này ở trên là 774 nha các bạn, tầm giá trị đó ha. Chân 5 chân 8 nè các bạn của MOSFET đó. Rồi là video này nha các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn kiểm tra test nhanh coi IC driver trong đèn led các bạn, IC nguồn xung nè hoặc là IC dao động nè, cách kiểm tra nhanh bằng phương pháp đo nguội kiểm tra nhanh IC sống chết là sao, từ đó các bạn có xu cái hướng mà các bạn sửa chữa nha các bạn. Rồi còn ngoài ra một số mình đã giới thiệu các bạn một số IC tương đương ha. Đây nè, IC thường có trong thị trường các bạn, nếu các bạn nhìn trên đọc trên mã số này á, tra data cho tôi xích cho mình nha, là mấy con tên là 1503, 1502 nè các bạn, hai con IC này nè, nó có bán ngoài thị trường nha bạn. Các bạn nếu mà bạn cái muốn sửa chữa, các bạn cứ ra hỏi cái chỗ mà bán linh kiện dán SMD hoặc là IC á, các bạn rồi các bạn hỏi coi người ta có mấy hai con này không các bạn, có thể thay thay IC tương đương cho mấy cái con này nha các bạn. Rồi các bạn chú ý đọc datasheet coi coi nó có cái mức điện áp VCC này, cái chân cấp nguồn của nó nè, nó khoảng tầm bao nhiêu, rồi cái dòng điện y định mức hoặc là cái công suất định mức của nó bao nhiêu nha các bạn, VA nó ra rồi cái công suất nó ra là nó khoảng nó bao nhiêu á, rồi các bạn có thể án chừng mà các bạn có thể thay thế vô nha các bạn, thay linh kiện IC driver, IC nguồn dao động nha các bạn. Ở video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì đó, các bạn cứ để viết lại comment dưới video nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào các bạn.